Chào các bạn nha. Chiều nay săn chuột bạn ơi. Hổm gà thèm chuột rồi. Nãy thì mình ở ngoài đi rước mấy đứa nhỏ nên trong đây cha vợ mình cũng chuẩn bị mồ màng xong phin rồi nè. Nay chiến mồ mít nha bạn. Nay tới mít luôn, sáng không thầm cả đống mít chín luôn. Mít bự, mít nhỏ, từ lưa hết. Vừa mít chuột vừa mít người luôn. Lâu lắm không gài, cũng lâu quá không gài bạn, cũng cả tháng vậy à. Chắc không gài chuột nó cũng thèm dữ lắm rồi. Nay săn chuột rồi, mít ngon lành luôn không. Đây cũng hai mấy ba chục cái vậy. Trái đó nó bị nứt. Nứt còn trái nguyên lẫn cả chờ bá này chưa chín. Dạ muối cũng dữ chứ. Rồi giờ thì lên đường chiến đấu đó bạn ơi. Tối nay lội đi thăm trái đó gài người chứ gài 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 chuột thua. Đây trái mít nè bạn ơi. Vì trái mít mít hết biết chín cây luôn. Chín cây là vui nhưng mà ăn được nhưng mà không có vui bạn ơi. Trái mít mấy trăm ngàn bỏ quên chín cây luôn. Bự hơn ổng nữa. Lưu ly ăn đã luôn, làm hại con mít ăn đã luôn. Ngồi xuống nghe, ngồi xuống đó, ngồi xuống bình tĩnh. Lưu bạn không gà trong đây không được lên sóng gì trơn, thấy không nha. Ở rễ đi mày, em bị mày khóa quá chặn đường hàng xóm rồi. Nó trái bự đặng đó, trái này mít đứt mà đâu tính. Ủa sao nhiều quá vậy? Ăn hết cái gì, gài chuột bớt nè, bắt chuột vàng lấy mít đổi chuột. Thôi giờ hai cha con mình đi gài bạn ơi, rồi đợi tối nay đi thăm nha. Hồi giấc này thăm gặp chuột bạn ơi, hai quả cái đầu tiên coi. Này tối nay hai cha con làm sao mà la gợn trời chân là ngon. Rồi im gu rồi rồi xong. Thôi nhìn nhận bên này vô bên kia vô lia lía này mới đã khui khui rồi chưa dính chứ không phải là không dính, từ từ dính. Đâu nó vuột rồi, vuột hoài á. Mấy chuột đây giờ nó thành tinh hết trơn à. Chào các bạn nha. Dạ muốn bắt được con chuột đây cũng hơi khó. Thiệt chứ không phải chơi. Khôn lắm. Hàng này còn nhiều đó, bây giờ còn hàng khủng nữa. Dính con nào là đáng đó đó. Tại không có dấu tích của chuột nhỏ. Có là nái không nữa. Săn mấy con khôn khôn gì mới đã mà. Gỗ xuống lúc đi. Chuột càng khôn mà con gì cũng như càng khôn bắt dính nó càng sướng. Còn ở chỗ mà nhiều chuột quá gài không đã, dính nhiều thì ham nhưng mà không có sướng. Con này cảm xúc dân trào quất đường con cống một cái người ta nói sướng liền. Hồi làm thử biết liền. Chưa tới cái cục lùm đó nè, cục lùm đắng chỗ chiều nó bò láng do luôn ngay cái hang luôn. Đây hang nó còn ở luôn, chiều đi ra tới bờ lá hay gì đâu mà cái mình đó đó, hang láng con luôn. Hang nào dính là hàng dữ luôn á. Hello mô tô xích lô. Sập không sao em ru vậy. Ồ chưa sập. Chỗ đó lần nào gài cũng dính cơm nha. Kiếm cơm trước là chắc cứu không sợ đói. Rồi cơm thiệt các bạn ơi. Chỗ gốc dừa quá đã. Tính ra gốc dừa đó chứ, cái gốc đó chiến đấu thiệt chứ.
chỗ đó đó giờ bắt biết nhiêu chuột rồi, ngay cũng đập bên kia thì cá chê rồi lươn khủng. Chỗ này chuột, chỗ này làm như khoái bu vô đây, sớm này đông vui quá. Nhỏ đấy nha, nay đem theo hai cái lồng, hy vọng cái lồng bự có xài rồi khu khu đồ sướng. Cơm kệ, có cơm sao đói. Công tác này là công tác nguy hiểm nhất. Cơm không thể nổi, chui xuống sợ là mấy cống khủng rồi. Chuột tối nó hiền, hiền khô à, ngại khẹ làm dữ lắm. Mình cái nha, còn con được sáng bắt luôn, hồi sáng bắt cống mít luôn, mà mít ngon lành luôn, mít chiều ăn luôn, ăn được á. Màu gì chuột không khoái sao được, như muối chập bá và nghín luôn ha. Sợ ướt quần lột quần nó dắt con cổ. Hồi nhỏ nhỏ con về đi chơi lột cái quần, mà lột cái quần xà lõn luôn nha, mặc cái quần ướt vậy thì bị la, chơi lột quần ra là ở chuồng luôn à. Lội ngang qua rồi mặc lại. Đây nè, cống nằm đây nè, nước lên ta xếp xếp rồi nè. Trời lúc này lạnh măng, tối giấc này mới giấc này mà sương nó. Ê có kỳ vậy, đồ này chuột cơm rồi, cơm rồi, cái lập bự này chuột cơm nó chui ra đựng kẻ rồi đó. Lúc trước nó thiết kế cái kẻ lại mà chưa, này cơm mà chắc luôn rồi, quần nát trong đây chân không, con cục bít nữa trời. Kệ, sảy cơm sáng bắt cống, sảy đăng con cơm lại đây bắt con cơm coi. Cơm được rồi, rồi này nhém chút nó dính cả bóng luôn, nước ngập luôn. Lỡ rồi để luôn, hồi nó rút xuống chiều nước không lên chắc này. Ôi, chuột hay gì ghê vậy, trên cây nhảy xuống cái bịch kia vậy. Gì gì giờ cạn mà chưa biết con gì. Trời ơi, đụng cơm nữa. Không khù rồi, không khù, nước lên này cơm đúng bài luôn. Chỗ là trước sảy cống chà bá đù, cơm đực đủ cặp luôn rồi, con này cái con này đực. Phụ nghe chơi mày, hai chiếc giá lòng thòng hỏng quá, đi lại mình thấy dơ càng là phái à. Không biết cống hay cơm có sập và phái, nãy kia dơ càng là bị dụ. Xuống mày, có bạn chồng mày đó, có bạn gái chồng mày đó, hai đứa mày hú hí đã luôn, tranh thủ như mày hồi có thằng khác vô là mệt đó. Cây này mà cắt kìa, cầm mấy chậu bông cũng đã luôn nè. Này cái gì, cái gì dao chạy gì nè, không ta phải chạy không biết, ra giọt không biết, thua. Này phải rau chạy không nha, chạy hai giọt bự quá vậy. Không phải dương sĩ gì đâu á. Ý mình cũng có hàng nha bạn, cơm thấy nguyên con ngồi dằn nghín. Cơm luôn, cơm luôn, lâu lâu gài lại cơm liền con luôn, cơm này tới cơm luôn á, dằn nghín luôn. Cơm đực giá chập phá lửa, cũng cơm theo ổng nữa bạn ơi,
tới cơm luôn ạ. À. Bự hai con ống nhiều. Rồi, chuyến này là hai con mà một đứa rồi đó. Con này tới già luôn. Bóng lưỡng, nhằn nhín. Con im nè, kệ cơm hoài cũng được. Chiều gà tổng cộng 32 cái. Dính chừng 12 chục cơm này thôi cũng ngon mà. Ba con này hơn nửa kg rồi nè. Hồi con nó tới vàng luôn á. Bóng lưỡng. Vô gặp mà còn đâu chạy. Bờ này nè lụm cống nè. Có ai lụm nha. Im gu vậy lại dính thằng con rồi. Bờ này con cống bự lắm bự. Không vô ta. Chưa chịu vô. Hẹn buổi sáng mày. Chắc mày chắc dính cả bóng luôn. Ý. Dương cạn đó chưa? Cơm nữa nha. Vẫn chưa nghe khè. Đằng hổm cắm câu ăn ổng chuyến nào cũng gà chuột ổng bứt lại rồi bạn ơi. Nãy gà sĩ số à. 3-1 rồi. Nãy mình xảy con mà cũng vớt vớt thì được mới. Cơm con nào nó hết biết bự luôn mà. Tới già luôn á. Ngon. Thôi nãy cái lòng này hồi cứng luôn. 4 con vô mà muốn cứng luôn rồi. Cầm ghê quá. Chở nó cả tay. Con đêm mà đỡ rồi, gặp ban ngày mà chụp vô cái lồng nó cạp liền. Mắt sang dưới. Con đêm đi sâu này, mắt tím tím. Sớt ngang con mắt liền ra. Đứt cho chị. Con bự thiệt chứ. Chất lượng luôn. Hai chiếc giá lòng thòng. Kệ tối nay lấy 12 chục cơm cũng được. Nãy giờ thăm cũng chừng 10 cái gì hả? Được rồi. Nhiều nhiều. Lọt trống rồi. Con giò này rớt dưới nè. Này sao? Đây nè, bên đây nè. Lòng nó cũng tới cái lòng này, nó sức cái chân. Gài gài. Dữ quá nè. Nhảy ra không biết đừng chụp cọng này bộ cũng được đi. Mấy con này thôi. Để đãi gì? Đâu dưới? Không thấy được. Và cái lòng này theo mình cũng lâu lắm rồi. Từ thời bấy gắn tới giờ luôn. Tới cổ luôn. Vẫn còn xài được nên chiến tiếp. Nhìn khô à. Đụng thoải mái. Mà ngày thọt tay vô gì thế nào cũng bị lủng lỗ. Cộng này cũng được rồi. Mày dài thôi. Để dành con nó nha. Buộc đây đi. Bồi gớt nó. Nó. Thấy rồi. Đó. Đây con gớt rồi chưa. Chấm cái mỏ rồi ra mày. Rồi, vô. Ngoan ha. Dở rồi cái chạy cái ít xuống liền. Bổ mềm.
bành kỳ luôn. Bành kỳ đó. Con sao bự cũng cỡ con nãy con mới dính. Không bằng, con mình vẫn nắm đầu. Hết hồn, vàng ghê thiệt. Tình hình của bộ khách có lý là lâu quá gài không lại ngon. Chắc năm gài tôi nói thèm mít dữ lắm rồi. Như là mít lúc này đang mắc tại vì thèm. Bữa nay mình gài mình kiếm mấy chỗ sàm sàm không các bạn ơi. Sàm sàm mà dính cống mới ghê nè. Hello. Không lỏng gì ta. Ừ, không sập luôn rồi. Mấy con này có là có cống không, có cống khủng không đó. Ngay mấy đầu mương nè. Không rồi. Chưa. Ê, hết hồn. Cò. Coi có ai dính. Chắc là hai cha con mình chia đôi. Chia đôi con đường rồi. Ây da, sụp lỗ. Rồi không sập luôn rồi. Chỗ đã quá đã, không dính nè. Hai người đi hai bên mà không ai kêu ghéo hú hí gì chân. Không khoái rồi. Khúc đầu làm có lý quá, khúc sau này chết quất luôn mà ngay. Còn mấy cái nữa hết rồi. Rồi im gu luôn. Ngay cái dòng xây đã hết biết gì mà không con nào vô gõ chứ. Khu. Cái đấy chắc chuột cơm quá. Rồi. Cơm không có ăn. Chu qua đây bắt con cơm coi. Chắc này cơm thôi. Tối bị bẹp kêu dữ ta. Nước ngập dữ. Chỗ này dính con cống với tiếu nè. Có sập rồi đó mà không biết dính không à. Ý. Chuột lột. Này chuột lột thiệt luôn à. Thường thường ta nói ướt nhưng chuột lột đây. Có ngay con chuột lột luôn. Nó lạnh nó quéo cu luôn rồi. Đúng rồi. Quéo cu chuột đực. Chiều gài nước không lên. Tính nước không lên. Ai dễ nay nước. Lên nhóc hết trơn luôn. Nằm lú cái đầu lên. Rung cập cập. Có chuột là vui rồi. Không có cống thì mình ăn cơm. Chỗ này bước hụt giò một cái là làm cái ít cái tới cái nạn luôn. Cơm. Chuột lột. Trời ơi. Ê, gì? Chuột. Đây nó cái xài rồi. Chết rồi vậy. Chuột đó, kìa. Đổ qua cây dừa luôn á vậy. Gì mà không vô gặp ta, chạy lông nhông vậy. Ủa, cái gặp gà bên kia đâu, phải bên đây đâu. Bên kia, lộn đi chỉ rồi. Gặp con chuột chọc tức, chạy lông nhông, chuột chọc bá. Đó, lụm nữa. Này chắc đồng bọn với con nãy này quá. Cơm nữa. Chuột cái luôn. Nè đủ bộ cái đực đầy đủ ta. Vì con nãy trên đó chắc còn đực quá. Vì là con này đi chơi tối quá nó đi kiếm nè. Để bắt con này đi sáng là dính con đực ngay chỗ này nữa mới tiếu nè. Này cái. Còn con nào nó chất lượng luôn. Nay xài cái lồng nhỏ lồng bự ở không. Chưa biết. Còn hình như ba cái nữa hết rồi. Ba cái lụm ba con cơm nữa thôi, khỏi cần cống cũng được. Công tác rất là mạo hiểm, đổ chuột. Nhờ có chiếc dép. Thấy cái lỏng nhỏ, cái gặp nó bự. Vô, xuống dưới đi.
6 con nữa ta. 6 con này hơn ký lô rồi. Con nào này hết biết bự, con chuột này con hơn 100 gram. Hơn. Có 200. Có hơn 200 gram chứ lộn. Sao con này hơn ký chắc rồi. Con còn 250 gram. Vô cục lùm kiếm con cơm nữa coi. Cái con này ta bên kia bên kia. Đường này là cơm. Dính con cơm màu đen coi. Có sập nữa nha. Còn cơm màu vàng không phải màu đen này. Được. Kể. Con này cũng xém thành chuột lột rồi nè. Mà chưa. Nước vừa lên tới. Ra đường này cơm dữ chứ. Có chiều quá đường này gậy dày dày là ngon rồi. Là ngon cơm rồi. Cho vô lòng bự luôn đi lỡ rồi. Để cái lòng bự ở không, con này nhỏ. Nhỏ mà cái này là whip rồi. Mùa này thì đây bắt đầu bắt dầu mùa mận nữa bạn. Tới mùa mận là bạn thấy lây quay năm nữa đó. Thời gian rất lẹ ghê. Năm cấp kỳ, chưa bắt được nhiêu con hết trơn cái lần năm rồi. Mận này của hàng xóm. Mận này thôi thua khổ nói tới đi. Bạn ở vườn lạ ăn cái mận vô là mệt đó. Thuốc dữ lắm bạn ơi. Đuối 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 luôn. Dòm thèm chơi thôi, về vườn nhà ăn. Hàng xóm nào cúng cúng nào ăn ăn thôi. Vậy đi. Nhìn cho đỡ thèm thôi, chứ nhà mình có rồi. Còn hai cái cuối. Sau đây. Chưa sập, chưa dính, chưa dính. Chưa dính cho ngoài không dính. Cái cuối cùng luôn bạn ơi. Lú càng lú ngoe vậy không đây. Cái này có con chuột cơm. Ê. Cơm thiệt. Cái trong này gài đơn giản mà dính. Mà chiều tới hù rồi gài hết thấy đường gấp mồi chơi đại mà chống lỏng luôn. Cũng hốt bị cái hồi chót cũng em. Dễ thăm. Ngon lành, con bự luôn. Dính liền tại chỗ. Dính liền tại chỗ. Bự xình lắm con này. Diêm. Cũng có bạn vô chung cái lồng bự rồi nè mẹ ơi. Chụp đực. Con đó cái ha, rồi đúng luôn. Nè nó mày tối nay sướng 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 luôn rồi. Tối đi kiếm. Không cho mấy mày như bạn muốn hẹn hò. Bạn muốn hẹn hò. Chép đôi. Nãy giờ ăn no mê rồi giờ vô đây còn hồng bích trống nữa kìa. Đó, vô hẹn hò với nó đi. Xuống đi mắc cỡ nữa. Sáng ra thấy hai con nằm lăn lăn không là hiểu rồi đây. Kìa, hai chuột vô làm như nó nói chuyện với nhau vậy. Im cũng được. Hên hên lội vòng vòng về nhé nhé vòng cái hai cái dính con hai con nó vui nữa nè. Ngon lắm. Tối nay chắc không có cống các bạn ơi. Kệ đêm đầu mình ăn cơm nên sáng mình ăn cống. Ngay chỗ cũ nữa là hơi xích vô. Ngay luôn hả? Thà cục sình lên làm mới lại bạn ơi. Sáng đi lại dòm dòm gọi gọi còn cái cây trống không mà. Bảy mất tiêu. Chỗ quá trống. Nó sáng dính chục cống nhìn chắc đã lắm ta. Hình xui. Rồi rút quân. Tối tối nó đâu thấy đường. Rồi thành quả tối nay bạn ơi. Chó thấy con chuột là lên trời chứ. 8 chuột cơm. 8 chén cơm. Dính. Nó nói với 8 chuột cơm này cũng dữ lắm các bạn, mặn cái là một đống thịt luôn đó.
8 con này ký gữ á, khỏe gu luôn á. Phải 8 con ta 2 4 6 8. Đó. Tối nay đáp khán giả cổ vũ cho hai đứa nó hẹn hò. Ngon lành ăn. Không có cống mà có cơm cũng ngon rồi. Cũng được, tính ra cũng nhiều. Con nào nó chụp bá rồi, giờ chờ đợi sáng mai, hy vọng sáng mai có khù khù khè khè bạn ơi. Có mấy anh chuột lông đen nữa không mới đã. Cái này lông vàng không à. Im. Chào bạn nha. Sáng nay tiếp tục đi thăm gặp chuột bạn ơi. Đêm hôm thì làm được 8 chuột cơm. Hy vọng sáng mai kiếm được vài con lông đen nữa bạn. Lông đen nữa mới đã. Kệ, sáng nay làm chừng chục cơm cũng được nữa. Giờ kiếm chục cơm đi, còn lông đen thì hên xui. Trời lúc này bạn cảm như muốn Tết, sáng gió lạnh. Sườn đóng đây luôn. Làm luôn. Sáng nay cái nào dính thì xách về, nào không dính thì ngâm nữa. Mang chuột đây giờ ngâm. Còn quẩy được một quẩy về thôi. Xé gom về được chừng mười mấy cái là thấy êm rồi đó. Đen đen, vàng vàng, đồ đủ thứ trong ha. Thấy êm. Cái chỗ này của mình thì kiếm chục cơm mấy bả. Bên ổng thì ổng cống rồi bạn ơi. Mình cơm thôi. Có sập nha. Rồi. Một con chuột lột. Cơm. Dở vậy. Mấy con cống khôn. Sáng mình khai trương đầu tiên. Các bạn cái đầu tiên luôn. Cơm đực. Kệ. Sáng có cơm là chắc cú rồi. Bữa nay không sợ đói vậy đó. Giờ kiếm con lo chuột cống mà. Về nấu nồi cơm này ăn là ngon lành. Mấy chuột đó chừng mấy chuột đó là kinh nghiệm đầy mình rồi đó. Con nói chứ. Nó biết cái gặp rồi đó. Mấy chuột bự nó chắc nghi nó chắc nó có coi YouTube quá. Nó coi mà thấy là chết luôn luôn. Chỗ đó là nó dạy con đó, nó đừng có vô qua cái nước chì. Không, cái con đó chuyện nó mình đó. Con đó chuyện nó có coi đó, bởi vì vợ nó rủ con cháu nó giờ không con nào dám vô luôn. Không dính rồi, nước ngập lé đá luôn rồi. Nó chiều có gài dài lên bờ không được. Khui. Dòm xuống thò tay lấy lên đi đã. Con này có con chuột nó chui ra chui vô lỗ tròn quay à. Nó khôn lắm rồi, mấy con chuột giờ thấy gặp là nó biết chân. Không la lên là thấy xong rồi. Lũ càng hả vậy? Cái chỗ đó hôm là khai trương chuột đầu tiên luôn á. Sáng nay sảy cái gì. Hết màu. Kẹt chui ra vậy. Hay ta. Số con đó chưa chết. Không biết ở đâu trong vườn xong mà đâu có thấy bờ người ta trống lỏng mà. Hôm nay tối nó gom ra gần một cái ha. Mà hàng ngàn đó chứ không có mấy. Chạy ngư ngư đậu. Ba con mấy đất mà nó chạy điêu luôn đó. K
Cái đó mà loại cục đen xì nó cự á. Mới lúc buổi sáng thôi. Lú mỏ rồi kìa. Lú mỏ hả? Lú mỏ rồi. Lành dữ hả cô? Đó, thấy không? Cống luôn hay gì vậy? Chuột lột. Sáng sớm không khai trương được chuột lột bạn ơi. Hên à. Hai phân nữa là chết ngắt rồi, chuột chà bá luôn á. Bự lắm. Phân nữa à, chết rồi chứ hai gì. Cái này đêm hôm dính con nè, chỗ trong lỏng. Cái cuối cùng đêm hôm nè. Sáng nay được em. Chỗ đó cơm dữ luôn á. Lúc này cơm nhiều lên. Lâu vậy cơm lại rồi, đầu thì qua đỡ cái tống. Cái đêm hôm rồi tống đó. Vú bạn ơi. Vú hàng xóm chỉ được nhìn với lại gờ không được ăn. Kệ sáng gờ gờ lạnh ngắt. Chín nè, mùa này bắt đầu tới bộ trái cây rồi. Vú sữa với lại mận. Đó con trái nữa kìa. Gờ cái nữa coi cho chẳng cặp. Sáng lấy nhớ cặp vú. Im im. Cơm lông cơm cơm nè. Hôm đây bờ này hai cái luốc hai con. Sáng nay luốc hai cống coi. Rồi hết rồi, hôm dính con hết rồi nhỉ. Chỗ này hôm còn con chuột con bự lắm nè. Chạy lông nhông nè. Sáng nay im ru luôn, gọi luôn. Nó đi kiếm cái con khác luôn rồi. Đi gắn chơi, gắn. Gắn bự chơi. Gắn lãi, nó nằm trên đây nè. Hỏi gắn lãi không hả heo? Từ từ, đừng chứ đừng đi nó rộng. Cái đuôi bự lắm. Đây thì con từ từ con bò con chụp đuôi cho bá luôn cái đuôi bạn thấy không? Nè, đuôi vàng vàng nè. Lâu ngày không bắt gắn lục nghề bạn ơi. Gắn lãi thiệt bự, gắn lãi hơn nửa kilo. Không bằng cổ tay vậy. Hết biết thiệt chứ. Bò tẹt ra đó hồi chắc nhảy xong lặn quá. Uổng thiệt. Dính con đó lượt nồi vậy. Kệ, số sáng nè, ăn chuột đi. Hên hên với đâu mà quất con heo chà bá nằm phải nắng chừng nè. Cơm ấy à? Ờ, cơm luôn. Chưa qua nữa thấy rồi. Đứng đây giờ qua ngọn cục trò hỏ chứ mà. Cơm mà, bá luôn á.
Vô đó ở sướng ấm hỉnh, không sợ cái gì hết trơn. Vô đó cũng như vô cái lồng bảo vệ, vừa an toàn vừa có thức ăn nữa. Hai em, ủa ba em mà chứ. Nhảy vòng xoay đó luôn. Rồi. Gu. Ngay bụi cách này nè, không biết chuột có kỵ với cách không á. Chắc kỵ quá. Này dính chuột là ngước mặt lên, hái nắm đó cách về là xạo luôn, ngon lành luôn. Rồi nó kỵ thiệt là không dính luôn rồi bạn ơi. Hello, lú cạn cái coi. Rồi một bọc luôn. Dở thiệt, bờ này ngon hết biết. Cống bò nhóc luôn mà không vô. Đó. Cái chỗ này hôm cũng dính con cơm nha. Rồi, đúng bài luôn, đúng cặp luôn. Đó, cũng xém ướt. Vô, ba con. Là sáng giờ được 4 con rồi đó. Gán gược lại heo không. Hôm 8 con mà chắc này còn đâu qua 8 cái cặp nữa. Hên xui biết đâu được. Chứ không lẽ sáng nay không có thêm con cống nào sao. Con nào lạ lạ, lông đen đồ. Lông đen mới sướng, mấy con lông đen mới sướng bạn ơi. Mình khoái lông đen. Chứ còn có lông là được. Có lông là được. Đừng chui lũi chết luôn hả. Chụi thì cái đó để sao. Gần gần từ xa phải gần chứ. Cái chỗ này là mình gài 3 lần nữa là cỡ 10 ngày đó. Mấy đợt trước đó nha, đợt này mới gài đêm hôm mà. Rồi luôn, im gu luôn. Công ký gần dĩ mà không vô nữa. Hang đã lắm, chuột chà bá luôn, nó bò cái đường thôi thôi khổ phải nói luôn, nó o luôn. Dĩ mà không dính. Sáng nước ngập lũng bủng, có con chuột lột ngồi qua đó không? Hello cái cây. Chắc kè không nổi rồi. Ý. Đó. Không. Chuột lột. Này khìa chứ không phải khè. Con này khìa. Thôi lội kìa. Lội kìa. Lội kìa. Lội không mày. Vô. Cái này hôm dính con, sáng nay dính con nữa. Sáng giờ mấy cái rồi đó. Mấy cái là hôm dính, sáng dính nữa đó. Hình như 3 cặp rồi. Phải không? 3 cặp. Cái chà mới dính lên cái bên cái chỗ bờ sậy với cái này là ba cái rồi, ba cặp rồi. Là rủ nó rủ á, nó kiếm mấy con hôm đó. Cái này hôm cũng dính cơm là sáng dính con thì chẳng đủ cặp luôn. Vô. Không thấy gung ginh nước rồi. Để đi chiều tính, có gài lo cho tính. Sáng ra đây kiếm còn cá bóng rồi. Ngập lút luôn rồi. Cái này đêm hôm nó dính chục con mà nó chui ra được nè. Cái gặp bự. Sáng nay con nào chui ra không được coi. Gặp này thuộc dạng gặp lựa nè. Dính là dính cống đó. Rồi xảy nữa rồi. Giống hịch hôm luôn. Mít trời liều phiều luôn. Này cơm vô ra nữa rồi. Để luôn, chiều sửa lại bạn ơi. Còn cái cuối cùng giờ này á, khỏi ướt, thằng kia lội ướt à. Cái cuối cùng, cái này chắc không dính luôn rồi. Ngập lút nữa rồi. Cái này dính ra cũng thành chuột chết đuối luôn. Ý.
gạch nó lúc ở dưới luôn, cục mít nó trôi nó mất tiêu luôn rồi. Để luôn, kết thúc chương trình luôn. Ồ, mấy hôm gại trên gò này ngon nữa bạn ơi. Nó bò trên cái cây này láng vo nha. Kệ đi, chiều có đi gài xử. Sáng đi hái hoa bắt bóm nó bậy bạ nè bạn ơi. Bóm nè. Có bóm có hoa luôn. Đẹp ghê không? Từ có gối luôn, có sâu luôn nữa mới chơi. Đây có trái móp bạn, móp này móp thước hay sao á. Cái này cũng xém xém thước à. 1 2 3 4 chưa tới thước, 8 tấc mấy à. Mà nó còn non. Này ngắt khúc ngang đây là đủ nấy nấu nồi canh nè. Sáng nay yếu hơn hôm các bạn ơi. Sáng nay 5 con à. Hôm được 8 con. Tổng đêm hôm thì hai cha con mình cũng kiếm được 15 con. Ủa lộn. 8 với 5 là 15 lợn khúc luôn á. Tính luôn lù như bô ly. Đây. 18. Ủa lộn. Nãy 15 giờ lên 18 luôn. 13 con. 13 con bạn. 13 con này cũng 2kg á. 2kg chục sống nha. Mần ra để chừng ký ngoài. Cũng êm. Chục cơm ăn ngon, giờ ăn chục cơm trước đi, mà mốt ăn cống sau bạn ơi. Bà đã mang cống giờ khôn quá khôn. Lâu không chiến lại cái cơm nó tấn công khu vực dữ rồi. Lúc này gà chuột tao khoái lắm mà. Lúc này vô mùa mận nè, chuột này nó khoái dữ lắm, nó ăn mận chân. Này là cũng thuộc dạng là trừ hại cho dân, bảo vệ mùa màng nè. Rồi kết thúc chương trình đây bạn ơi. Hy vọng mai có hàng đen nha. Bữa nay hàng vàng không à. Chào bạn đây nha.